Lúc nãy cái dự định của tụi mình là tính đi coi cây cầu ở bên ở đây kêu lại gì? Tông Càng. Dự định mình đi coi bên đây là coi cây cầu này nó mở lên mở xuống để cho tàu người ta vô đó cho mọi người xem, mà mình đi trễ giờ rồi. Đó, bây giờ mình ra mé biển, không gian đây mình quay cho mọi người xem nha. Sẵn ngắm mặt trời lặn luôn. Rồi mọi người hãy theo chân mình nha. Dự định của tụi mình là đi coi cái cầu này nè, nó mở lên nó sập xuống từ cái đường ra bãi biển nè, cửa biển nè. Mà mình đi trễ giờ rồi. Thấy cảnh này đẹp không? Lý tưởng. Ra mé biển thì chắc mát mẻ lắm. Sẵn ngắm mặt trời lặn luôn nha mọi người. Ở đây là tháo khẩu trang vậy được à? Một đống dừa khô luôn kìa. Dừa khô dũng. Đây là những cây dừa. Thiệt là mát mẻ. Ôi mặt trời sắp lặn rồi mọi người ơi. Tiếng sóng ngoài đó kêu lớn rồi kìa. Lấy máy quay người ta quay mặt trời lặn kìa. Trời lạnh nhưng mà mình cũng đi ra bãi biển cho mọi người xem cảnh biển và mặt trời lặn ra làm sao. Mặt trời lặn rồi, sắp lặn rồi, bị mây án rồi mọi người. Mình đi xuống mấy biển cho mọi người xem nha. Mình quay về hướng mặt trời cho mọi người xem. Đi. Mình mang đôi giày này ra hồi thác cát trong đó một đống quá. Cát, cát đen. Lâu rồi mình không nghe tiếng sóng nè. Tiếng đây. Ở ngoài biển nhìn vô là đẹp không mọi người? Quá gió luôn.
xuống đây là khỏe rồi, xuống mé biển là khỏe rồi. Mọi người có nghe gì không? Gió còn dữ rồi mọi người. Hôm nay gió cũng khá là mạnh ha. Lúc nãy cái dự định của tụi mình, nhóm tụi mình là nói là cây cầu này nè, cầu này nó sẽ dỡ cái nhịp này lên nè, nói chung là hạ lên hạ xuống. Ồ, dài ngoài đó còn đẹp nữa kìa, có người ta ra đó câu cá nữa kìa mọi người. Sóng cao kìa. Nước thì cảm thấy thích vậy thôi chứ thật sự ra sóng thấy nguy hiểm ha. Vì chứ ngoài đó là đi ra đó là sóng nguy hiểm lắm đó mọi người. Kìa tàu, cái tàu ngoài đó. Ngoài đó có đảo nữa kìa. Bỏ dép luôn. Dép này tắm luôn đi. Lạnh à. Làm gì hả? Làm gì hả? Ôi, ôi, dễ cho tim kìa, đẹp không? Sắp lặn luôn rồi mọi người ơi. Trời khá là lạnh. Ô. Oh. Đèn đường lên rồi kìa. Quẩy lên tới trên này. Sắp tới rồi. Vô thôi. Mọi người thấy
những cái view của ở bãi biển ở bên Đài Loan này đẹp không? Bên đây là kêu là Tông Càng. Gió thì nó mang hơi nước biển ra bởi vì lạnh. Mặt trời lặn gần mất rồi đó. Đó, mặt trời sắp lặn dần rồi đó mọi người. Ở đây là cái, trong đây là cái gì đây? Ở bên đây á, người ta kêu cái tên đây là đảo Ngọc Đài Loan. Thật sự ra thì cái gì nó cũng có mọi người, nó có nhiều mặt lắm. Mà cái lịch sử nhất là ở đây á, cái nhu cầu mà du lịch ở đây khá là tiện ích, du lịch phải nó phát triển mạnh. Này có mấy cái vòi nước này ha, vòi nước này để người ta đi với bãi cát lên từ giữa chân rồi. Xe đi về thôi. Ô, cây đẹp ha. Cái tre. Không phải cái tre. Ừ, mình đi cái bơ vơ không đi lên đèn mình đi này nè. Chắc đấy mẹ. Anh An. Bị hốt quả không?